Thì Miu chào anh em nhá. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì Miu đang sở hữu những con đẩy chuyên trị súp SP 520 anh em nhá. Đây phần máy của nó đây, cực khủng luôn. Con này chuyên trị cho các cục súp kép hoặc là súp kép 50 hoặc đơn. Anh em nào chơi muốn chơi những cục chuyên trị súp thì liên hệ em nhá. Em có hai cục này. SP 520. Cực kỳ zin và mới luôn. Giá thành của những cục chuyên trị súp này thì ngày hôm nay Miu bán giá cho anh em chỉ còn 3.700.000 đồng thôi. Rất tốt anh em nhé. Anh em nào muốn sở hữu những cục súp hơi thì cần phải có những cục súp phải đánh riêng biệt, 3.700.000 một cục thôi. Rất tốt. Anh em nhu cầu mua liên hệ. Miu đang sở hữu hai cục nhá. Máy bao zin hoạt động hoàn hảo, đánh đặc mũi tiếng súp không này. Giá chỉ có 3.700.000 đồng một cục thôi. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Miu cũng xin phép giới thiệu tới anh em một đôi loa B3. Đấy, B3 sở hữu con này bass 30, một kèn cực kỳ đẹp chất. Đấy, mã số của đôi B3 này là MU12, công suất 400W, độ nhạy 97 dB, 8 ohm, nặng 24 kg, giải đánh 55 lên 17 kHz. Đây là loa B3 thương hiệu Đức, hình thức cực chất để chơi gia đình. Giá thị trường anh em đang bán khoảng 14.500.000 đến 15.000.000. Ngày nay Miu bán cho anh em mức giá 13.000.000 đồng một đôi này. Đấy, em nhu cầu đầu tư mua về đôi loa này thì liên hệ. Và những cục đẩy cũng của thương hiệu B3, mã số A7. A7 đây, cắm cái tín hiệu lên, tín hiệu vào con đẩy này. Ok, đánh thử cho anh em, cắm điện vào. Và chất âm của dòng loa B3 thì quý khán giả cơ bản cũng sẽ nắm được rồi. Một trong những dòng loa để anh em chơi gia đình, rất nhiều anh em đã chơi rồi và trải nghiệm chất âm của nó rồi, rất ok. Giải bát đặc biệt của B3 thì phê pha và sâu lắng luôn. Sao em mời anh em nghe về chất của đôi B3 này. Cắm điện đi. Giá 13.000.000, còn những cục đẩy chuyên trị súp này 3.700.000 anh em nhá. Có hai cục thôi. Rất tốt. Em nào cần những cục súp hơi để đánh nó thì ok. Phần công suất này. Combo cái cục đẩy này nó 4.800.000 đồng, những cục mới đẹp lúc linh này, công suất 700W ở 8 ohm anh em nhá. Đấy, thoải mái đánh cho những đôi B3 này, đồng bộ đẩy B3, loa B3. Đấy, giá chưa đến 18.000.000 anh em nhá, quá hợp lý để anh em chơi gia đình. Còn nữa, thực hiện video clip giới thiệu tới anh em 3 nội dung. Một là những cục đẩy đánh súp SP 520 giá 3.700.000, cục đẩy B3 giá 4.800.000 và loa B3 giá 13.000.000. Anh em nhu cầu mua liên hệ em, Miu qua số máy 0973 096 520, 0973 03 49.